Chiều 13 tháng 1, đồng chí Phạm Thị Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã đến thăm, nắm tình hình đời sống nhân dân và tặng quà chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Văn. Trong những ngày giáp Tết này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã đến thăm tặng quà gia đình thương binh 1/4 Lò Văn Cốc ở bản Cú Tá, gia đình nạn nhân chất độc hóa học Lương Văn Khơn ở bản Lọng, xã Tam Văn. Tại các gia đình chính sách, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách, chúc các gia đình đón một mùa xuân đầm ấm hạnh phúc, đồng thời động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu, ra sức học tập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Tam Văn, sau khi nắm tình hình đời sống người dân trên địa bàn xã, đồng chí Phạm Thị Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã chia sẻ với những khó khăn mà địa phương đang gặp phải, đồng thời yêu cầu đội ngũ lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cán bộ chủ chốt xã Tam Văn cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực rà soát, nắm tình hình và chăm lo đời sống nhân dân, kịp thời xử lý các tình huống đột xuất bất ngờ, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được đón Tết đầm ấm, đầy đủ, an toàn và lành mạnh. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện, đồng chí Phạm Thị Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã tặng quà của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Văn và gửi lời chúc mừng năm mới với nhiều thắng lợi mới tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Tại đây, đồng chí Phạm Thị Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện cũng đã trao 40 suất quà cho các hộ gia đình chính sách khó khăn của xã Tam Văn.